Trung Quốc phong tỏa thành phố gần 3 triệu dân. Mỹ thảm bại trước Covid-19. Thành phố Mẫu Đơn Giang đã ghi nhận tổng cộng 11 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng không triệu chứng trong 3 ngày qua, theo Ủy ban Y tế tỉnh Hắc Long Giang. Trong bối cảnh trên, chính quyền địa phương đã tiến hành đóng cửa hệ thống giao thông công cộng, bao gồm đường sắt và xe khách từ ngày 28 tháng 5. Bên cạnh đó, các chuyến bay nội địa và quốc tế đều đã bị hủy, các trường học cũng được yêu cầu đóng cửa. Chính quyền thành phố hiện vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc phong tỏa các khu dân cư. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, người dân cho biết họ đều đã bị cô lập. Giới chức y tế địa phương đã báo cáo 2 ca nhiễm đầu tiên của cụm dịch trên vào hôm ngày 26 tháng 5 là một cặp vợ chồng với nguồn lây nhiễm chưa xác định. Khu dân cư nơi hai vợ chồng sinh sống đã bị phong tỏa. Thành phố Mẫu Đơn Giang nằm ở phía đông bắc Trung Quốc, có biên giới giáp với Nga và Triều Tiên. Nơi đây hiện đang là khu vực có nguy cơ bùng phát ổ dịch COVID-19 mới sau khi các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 từ nước ngoài trở về và gây ra chuỗi lây nhiễm ở địa phương. Một video đăng tải hôm ngày 29 tháng 5 cho thấy cảnh tượng vắng vẻ tại sân bay của thành phố sau lệnh đóng cửa. Theo một nhân viên tại đây, tất cả các chuyến bay đã bị hủy mà không rõ thời gian hoạt động trở lại. Thư Lan, một thành phố có 700.000 người nằm ở tỉnh Cát Lâm, đã bị phong tỏa từ ngày 9 tháng 5 sau khi báo cáo 12 ca nhiễm COVID-19 trong vòng 2 ngày. 4 ngày sau, thành phố Cát Lâm với hơn 4 triệu người sinh sống cũng đã tiến hành đóng cửa biên giới và tạm dừng hoạt động giao thông công cộng sau khi ghi nhận 6 ca nhiễm mới liên quan đến các ca nhiễm ở thành phố Thư Lan. Ít nhất 43 ca nhiễm đã được báo cáo và tất cả đều liên quan đến một nhân viên giặt ủi địa phương. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm cho người này. Ngày 27 tháng 5, đánh dấu số người chết vì nCoV ở Mỹ vượt mức 100.000. Con số này cho thấy mức độ nghiêm trọng của COVID-19 và đằng sau đó là nhiều câu chuyện đau buồn về các gia đình bị chia cắt, mất người thân và những người chết trong cô độc. Ngoài ra, những người đã chết không được tổ chức tang lễ đúng nghĩa vì hạn chế cách biệt cộng đồng. COVID-19 cũng khoét sâu thêm nhiều vấn đề tồn tại ở Mỹ từ lâu như phân biệt chủng tộc giai cấp. Nghiên cứu của giới dịch tễ học và bác sĩ lâm sàng chỉ ra các hạt có dân số da màu cao chiếm hơn nửa số ca nhiễm và gần 60% ca tử vong hồi giữa tháng 4. Khi tầng lớp thượng lưu có thể thoải mái tận hưởng thời gian phong tỏa ở nhà, nhiều dân thường đau đầu với bài toán mất sinh kế. Khoảng 41 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong vòng 10 tuần. Các nhà phân tích cho rằng Mỹ có thể đưa ra nhiều giải thích cho phản ứng sai lầm và thất bại trước đại dịch, như phản ứng ban đầu của Bắc Kinh, sai lầm của Tổ chức Y tế Thế giới WHO hay lỗ hổng trong hệ thống chính phủ liên bang. Các thống đốc không sớm nhận ra mối đe dọa bùng phát ổ dịch trong viện dưỡng lão cũng có thể sẽ được xem là một trong số những sai lầm nghiêm trọng nhất. Hãy đăng ký kênh YouTube Sài Gòn TV để nghe những tin tức nóng hổi mỗi ngày các bạn nhé.